Xin kính chào quý thầy cô và quý vị bác sĩ. Hôm nay tôi xin đại diện nhóm nghiên cứu của mình trình bày đề tài tỷ lệ hiện mắc virus adeno ở trẻ em nhập viện vì viêm phổi mắc phải cộng đồng và sự phân bố các tuyếp của virus adeno. Adeno là một virus DNA gây ra rất nhiều bệnh cảnh đa dạng, trong đó có viêm phổi. Gần 20% trẻ em mắc viêm phổi cộng đồng trong 5 năm đầu đời có nhiễm virus adeno. Virus này được phân thành 7 loại từ A đến G với 67 tuyếp huyết thanh. Một số tuyếp có liên quan đến độ nặng của viêm phổi. Sự nhiễm virus adeno được phân bố khắp thế giới và không theo mùa, với tỷ lệ tử vong dao động từ 60% ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch đến 15-20% ở trẻ em mắc viêm phổi do virus adeno tuyếp 7. Tại nước chúng ta, trong giai đoạn năm 1996 đến năm 2000, mỗi năm có khoảng hơn 17.000 ca nhiễm virus adeno với tỷ lệ khoảng 23 trên 100.000 dân. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất tại các phòng xét nghiệm chưa đầy đủ, nên chưa có nhiều nghiên cứu liên quan đến viêm phổi do virus này cũng như sự phân bố các tuyếp. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu hồi cố về tỷ lệ virus adeno phát hiện được trong các mẫu dịch đàm khí quản hút qua mũi của trẻ em dưới 5 tuổi mắc viêm phổi, đồng thời phân tích sự đồng nhiễm của virus adeno và các virus hô hấp khác. Cuối cùng là giải trình tự các sản phẩm PCR để xác định được các tuyếp của virus adeno. Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng kỹ thuật multiplex real-time PCR với các đoạn mồi, primers và probes đặc hiệu để phát hiện virus adeno trong các mẫu NTA của trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện vì viêm phổi cộng đồng tại các bệnh viện nhi đồng tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 3 năm từ 2018 đến 2020. Từ các kết quả có được, chúng tôi phân tích tỷ lệ virus adeno gây viêm phổi ở trẻ nhập viện và tỷ lệ đồng nhiễm các virus hô hấp khác. Cuối cùng, chúng tôi chọn một số mẫu thử của năm 2019 và 2020 để tiến hành giải trình tự gen và phân tích sự phân bố các tuyếp của virus adeno. Đầu tiên thì DNA và RNA của virus sẽ được tách chiết thông qua bộ kit DNA RNA Prep Magnet. Sau đó, các sản phẩm này được chạy multiplex real-time PCR và cuối cùng có thể phát hiện được các tác nhân virus như sau. Sau đó, một số đoạn gen sẽ được khuếch đại thông qua kỹ thuật real-time PCR và được giải trình tự trực tiếp. Và cuối cùng là dùng công cụ NCBI Flash để định tuyếp. Trong 3 năm 2018 đến 2020 thì có 2.053 mẫu đã được thu nhận. Trong đó các tác nhân virus có 1.096 mẫu chiếm 53,39%. Các tác nhân virus hô hấp khác chiếm 926 mẫu, tức là 45,1%. Và virus adeno chiếm 266 mẫu, tức là 12,96%. Bảng này phân tích tỷ lệ đồng nhiễm virus hô hấp trong các mẫu chứa virus adeno và các mẫu không chứa virus adeno. Chúng ta có thể thấy là các virus hô hấp trong các mẫu chứa virus adeno chiếm tỷ lệ thấp hơn trong các mẫu không chứa virus adeno. Điều này cũng được thể hiện ở virus RSV và rhinovirus. Tuy nhiên, kết quả này lại trái ngược với virus sởi, khi mà tỷ lệ nhiễm virus sởi trong các mẫu chứa virus adeno lại cao hơn trong các mẫu không chứa adeno. Và các tỷ lệ này mang ý nghĩa thống kê. Còn trong slide này thì chúng tôi đưa ra các kết quả sau khi tiến hành giải trình tự gen. Có 83 mẫu của năm 2019 và 2020 được tiến hành giải trình tự gen. Trong đó có 58 mẫu chiếm 69,88% là virus adeno tiếp 7. Đứng hàng thứ hai là virus adeno tiếp 5 với 16,87%, tức là 14 mẫu. Đứng hàng thứ ba là virus adeno tiếp 6 và tiếp 1 cùng chiếm 4,82%. Virus adeno tiếp 2 và virus adeno tiếp 8 và 4 lần lượt chiếm 2,41% và 1,2%. Từ các kết quả mà chúng tôi đưa ra, có thể rút ra một số kết luận sau. Có 12,96% trẻ em nhập viện vì viêm phổi mắc phải cộng đồng có nhiễm virus adeno. Khoảng 36% các mẫu chứa virus adeno có đồng nhiễm với virus hô hấp khác và thấp hơn ở các mẫu không chứa virus adeno, tức là 46,45%. Trong 2.053 mẫu thử, các virus hô hấp bao gồm adeno được phát hiện trong 1.096 mẫu, chiếm 53,4%. Sau khi giải trình tự thì tuyếp huyết thanh hình thành nhất
trong năm trong 83 mẫu được giải trình tự là tiếp 7. Sau đó cái tiếp khác lần lượt là tiếp 5, tiếp 6, tiếp 1, tiếp 2 và tiếp 8, tiếp 4. Nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam với quy mô lớn về những vấn đề này. Tuy cái tác nhân virus hô hấp gây ra rất nhiều bệnh cảnh, nhưng cái tác nhân vi khuẩn và vi nấm cũng đáng được lưu tâm. Và trong tương lai thì chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện nhiều nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy cô, quý vị bác sĩ đã chú ý lắng nghe.